Vừa qua, tại thị xã Mỹ Hào, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên tổ chức bế mạc hội thi giáo viên dạy giỏi môn tiếng Anh tiểu học cấp tỉnh năm học 2023-2024. Tham dự hội thi có 38 giáo viên đến từ các trường tiểu học, các huyện thị xã thành phố. Hội thi diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 4 năm 2024. Nội dung thi gồm giáo viên thuyết trình biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, giáo viên thực hành dạy một tiết trên lớp. Đối với phần thuyết trình biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, giáo viên tham gia hội thi rất tích cực nghiên cứu, xây dựng biện pháp phù hợp, khoa học mang tính khả thi, có khả năng ứng dụng trong toàn ngành. Tiêu biểu trong phần thi này có cô giáo Nguyễn Thị Quỳnh Mai, huyện Tiên Lữ, Phan Thị Ngọc Ly, Nguyễn Thị Ngọc Mai, thị xã Mỹ Hào, Đỗ Thị Hồng, huyện Khoái Châu. Đối với phần thi thực hành, các giáo viên đều chuẩn bị kỹ lưỡng đồ dùng, phương tiện dạy học, học liệu phong phú, vận dụng đa dạng các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực phù hợp với môn tiếng Anh. Tiêu biểu như tiết dạy của cô giáo Phạm Thị Luyên, huyện Phù Cử, cô Lê Thị Minh Thảo, thị xã Mỹ Hào. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã công nhận 38 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi môn tiếng Anh năm học 2023-2024.